Mỗi năm, Hân Nội Kids đều làm một clip ngắn để tặng các chị em trong ngày 8 tháng 3 này. Nhưng năm nay, do hậu quả của khủng hoảng kinh tế và một số vấn đề nhạy cảm, Kenzie và Hà Nội Kids Boy đã quyết định làm khác đi so với mỗi năm. Chúng tôi đã mở một cuộc bầu chọn bé khỏe, bé đẹp dành cho các dân kids của Hà Nội Kids. Chúng tôi đã gặp rất nhiều khó khăn trong việc bầu chọn vì tất cả các thí sinh đều có vẻ đặc biệt riêng của mình. Hôm nay chúng tôi chỉ có thể mang tới cho các bạn một vài thí sinh. Còn với những thí sinh khác, nếu chưa thấy mình đâu trong clip sau cũng đừng buồn, bởi các bạn sẽ có mặt trong những chương trình sắp tới của chúng tôi. Tất cả những từ có thể dùng để miêu tả về cô chỉ có thể là nhỏ bé. Cô là niềm tự hào cho những bạn trai tự kỷ về chiều cao của mình. Cuộc sống đôi khi cần những lúc ba ngơ, và nhất là trong một cộng đồng toàn những người chẳng ba ngơ bao giờ. Và cô là biểu tượng nói về chúng ta điều đó. Là trong một thế giới của những con người mặn chát máu đối đời, cô là hiện thân để nhắc nhở chúng ta rằng đôi lúc nên kìm hãm một chút. Quan quại trong tình yêu, vợ chồng được cặp bồ, cô là người đã gây ra cảnh nước mắt nhà tan. Cô luôn hay sợ rằng một người nào đó sẽ bị bỏ rơi không cho đi chơi cùng. Chỉ cần nhìn là các bạn đều hiểu, sẵn sàng bị đánh để được đi chơi thế kia cơ mà. Ăn vốn là một nhu cầu không thể thiếu của cuộc sống. Tất nhiên là chào mừng đến với thí sinh tiếp theo. Với thí sinh này, chúng tôi không biết phải nói gì hơn ngoài việc gửi tới các bạn nam một lời cảnh báo. Nếu ra đường có gặp cô, có của gì quý, các bạn ôm mà chặt, không làm mất đấy. Có thể với những người mới gặp lần đầu, cô là người xinh xắn dễ thương. Nhưng đừng tin, nó lừa ấy. Giờ cô đã lui về ở ẩn, nhưng những gì cô đã làm thì vẫn còn đó. Chỉ có duy nhất 4 từ để miêu tả với cô: cực kỳ chán nản. Tuy rằng thí sinh tiếp theo thuộc dạng đặc biệt, nhưng chúng tôi vẫn bỏ phiếu cho thí sinh này. Ở thí sinh này toát lên vẻ đẹp của người con gái Việt Nam thời kỳ thời chiến chống Mỹ, với đôi môi trùng kín, thân hình mảnh mai nhưng ánh mắt cương nghị. Có thể nói rằng thí sinh này là ban giám khảo sững sờ, không biết phải bình chọn ra sao. Và bây giờ chúng ta cùng khám phá xem thí sinh này là ai. Chúng ta tiếp tục quay trở lại với những thí sinh không thuộc dạng chính sách. Nếu các bạn biết đấy, mong tấn còn ở phía sau. Cô là người đã góp phần giúp chúng ta hiểu được bản chất của xã hội phong kiến Việt Nam thời hiện đại. Lưu manh phải gọi bằng sư phụ, đó chính là cô. Với các bạn nam thì cô không đẹp trai, nhưng với các bạn nữ thì cô đẹp trai thôi rồi. Và sau khi thông vào một số thứ, cô trở nên mạnh mẽ để cả tính. Cô là người đã luôn mang lại niềm vui, mang lại những trò quậy phá cho chúng ta trong suốt thời gian qua. Từ đáy lòng mình, chúng tôi muốn nói lên rằng chúng tôi rất yêu cô. Với gương mặt, đừng có động vào chị. Cô luôn đi đầu trong mọi việc, mà đúng là chẳng có ai như cô.
it. If you text it, I'll delete it. Let's be clear. Oh, I'm not coming back. You're taking 7 steps here. I would take too long to write. I probably should mention the 7 that I like. The 7 things I like about you. Your hair, your eyes, your old device. When we kiss, I'm immense. You made me laugh, you made me cry. But I guess that's what I have to buy. Your hands in mine, when we're in a spine. Everything's alright. I wanna be with the one I know. And the 7 things love you. You do.